Xin chào các bạn, trong video hôm nay mình sẽ cập nhật cho các bạn biết 10 đội bóng nào đã chắc suất ghi tên vào vòng 1/8. Cho đến hiện tại thì lượt 3 vòng bảng đã đi được 1/2 chặng đường, sau những màn đấu kịch tính và gay cấn trong khuôn khổ bảng B và bảng C tối qua thì 10 đội bóng xuất sắc đi vào vòng 1/8 đã dần lộ diện, 8 cái tên xuất sắc ở vị trí nhất và nhì mỗi bảng đấu, cùng với 2 tấm vé dành cho 2 đội bóng hạng 3 có thành tích cao nhất. Cụ thể tấm vé thứ nhất, ở bảng A Qatar là đội bóng đầu tiên vào vòng 1/8. Và là một trong những đội bóng vào vòng 1/8 chỉ sau 2 lượt thắng mà không cần quan tâm đến kết quả của trận lượt thứ 3. Cùng với Qatar, Tajikistan cũng xứng đáng có được tấm vé thứ 2 với vị trí nhì bảng A và vào thẳng vòng 1/8. Tấm vé thứ 3, tương tự Qatar, đội tuyển Úc cũng ghi tên mình vào vòng 1/8 sớm một vòng đấu. Tấm vé thứ 4 là dành cho đội tuyển Uzbekistan, họ cũng rất xứng đáng vào vòng 1/8 sau khi cầm hòa được đội tuyển Úc. Tấm vé thứ 5, đội tuyển Iran cũng ghi tên vào vòng 1/8 ngay sau 2 trận thắng trước đội tuyển Hồng Kông và đội tuyển Palestine. Tấm vé thứ 6, xứng đáng thuộc về đội tuyển UAE với những nỗ lực để giành vị trí nhì bảng với Palestine. Tấm vé thứ 7 đương nhiên là dành cho đội tuyển Iraq, khi chỉ với 2 trận thắng trước Indonesia và Nhật Bản họ đã giành ngôi đầu bảng D mà không cần quan tâm đến lượt trận thứ 3 với đội tuyển Việt Nam. Tấm vé thứ 8 là dành cho đội tuyển Ả Rập Xê Út, cũng là một trong những đội bóng giành tấm vé sớm vào vòng 1/8 sau 2 lượt trận. Tấm vé thứ 9 là dành cho đội tuyển Syria. Syria là một trong 4 đội bóng hạng 3 có thành tích cao. Tấm vé thứ 10 là dành cho đội tuyển Palestine, đội bóng lần đầu làm nên lịch sử khi vào vòng 1/8, nhờ là một trong 4 đội hạng 3 có thành tích cao. Hôm nay và ngày mai, những trận đấu còn lại của vòng bảng sẽ tiếp tục diễn ra. Các bạn nhớ bấm like cho kênh để tìm ra 6 đội bóng xuất sắc còn lại ghi tên vào vòng 1/8 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.